Hello anh em nha, tập hợp tất cả những người anh thân thương mình, anh Trọng ô tô Đắk Nông, anh Đức ô tô Sài Gòn và những người bạn làm xì bo dây dắt xe máy đó. Phạm Long làm nhớt anh em nha, đó, anh em mua nhớt ghé Phạm Long để anh Thắng auto bên đại diện chiến thắng 2 quận 7 của em ha. Đó, quá vui luôn anh em nha. Đó, tất cả anh em đây là Vương dù dây anh em nha. Đó, đây là anh Tròn chuyên quýnh đi chay anh em nha. Đó, anh em nào chơi đi chay liên hệ anh Tròn nha. À, đây ngồi phải 50 người vô sức luôn á. Quá trời anh em luôn anh em nha. Cảnh đẹp không? Bến Tre đẹp ha. Đó, anh Hải da dách xì bò. Đó. Hello anh em. Minh Rio. À. Đây là em Giang Ho Lao. Đây anh Cọ Hồ Sơ đấy. Người anh em của mình đó. Đó. Quang đạo anh em nha, xe máy Quang đạo anh em nha. Đó. Đây là anh Khải ô tô xe máy Sài Gòn anh em nha. Máy móc máy đỉnh. Đây là em Quý nha. Thần, thần nổ. À, sắp tới đây là anh Quý Tiếp Bồ anh em nha. Tiếp Bồ hay là Lip 2 anh em không? Lip 2